Hôm nay á là Liêm muốn làm cái clip này để mà kêu gọi anh em Barber là mình cùng chung tay với nhau để mình làm nên cái ngày giỗ tổ cho cái ngành tóc nam của mình. Thì đầu tiên á là Liêm muốn chia sẻ với các bạn về cái hai chữ giỗ tổ. Các bạn cũng biết đó là nghề nào mình cũng có cái tổ nghiệp, như là nghề diễn viên, ca sĩ, đầu bếp, thợ mộc, thợ xây, bất cứ nghề nào các bạn thấy là đều có cái ngày giỗ tổ và có tổ nghiệp. Thì thậm chí như là cái tóc nữ của mình đó là họ đã làm giỗ tổ được hơn mười mấy năm rồi, làm những cái anh lớn, những cái chú, những bác đi trước đã tổ chức, đã xây dựng nên cái ngày giỗ tổ là rất là lâu rồi, mà có cái tóc nam của mình thì lại chưa có. Nên là Liêm rất là muốn là cùng chung với lại tất cả anh em barber mình cùng cùng nhau để mình làm nên một cái ngày giỗ tổ. Thì cái ngày giỗ tổ á, là trước tiên nó là một cái ngày mà anh em barber tụi mình có thể đến để mình hướng về cội nguồn, mình tri ân những cái người đi trước, như là mấy chú mấy bác đã từng đi trước, đã tìm tòi và xây dựng nên cái nghề cắt tóc nam để cho đến tận bây giờ. Rồi cái thứ hai nữa là anh em mình thắp một nén nhang để mà mình cầu cho cái tổ nghiệp, để phù hộ cho anh em mình có thể phát triển được cái nghề cắt tóc và giúp cho cái công việc của anh em mình nó được thuận buồm xuôi gió, nó được phát triển hơn theo từng ngày. Cái ngày giỗ tổ của tóc nam á, là ngày 26 tháng giêng. Trong cái quá trình mà Liêm đi tìm hiểu và tìm về cái ngày và cái ông tổ của cái nghề tóc á, thì Liêm gặp rất là nhiều chú bác, những cái người đi trước Liêm gặp rất là nhiều, mà khi mình nhận lại á, là rất là nhiều thông tin, nhiều thông tin lắm. Tại vì mỗi vùng miền, mỗi nơi, mỗi người đều có cái ngày riêng và cái cách thờ cúng tổ nghiệp riêng, đều khác nhau hết. Bây giờ thì thật sự là mình không thể nào mà mình tìm được cái thông tin chính xác được, vì mình cũng không thể nào xác nhận được ai đúng, ai sai. Liêm mới là chọn cái ngày 26 tháng giêng vì những cái lý do sau đây. Các bạn cũng biết rồi, cái nghề cắt tóc của mình á, sau Tết á là còn rất là vắng. Tại vì trong Tết khách hàng á là đa phần là họ cắt hết rồi, nên cái dịp sau Tết là rất là vắng. Thứ hai nữa là những anh em làm barber ở những cái thành phố á, thì Tết anh em mình về quê. Đó, về quê xong rồi thường thì sau 15, sau 20 thì anh em mới bắt đầu quay lại cái công việc. Thì Liêm thấy là thôi mình cứ chọn cái ngày gần gần cuối tháng để cho mọi người thoải mái hết, mọi người quay lại với công việc hết rồi đó, rồi bắt đầu mình mới tập trung lại, anh em mình mới làm cùng nhau làm cái ngày giỗ tổ để mà mình tri ân cho tổ nghiệp của mình. Thì Liêm thấy chọn cái ngày 26 tháng giêng thì nó cũng phù hợp với lại những cái khoảng thời gian mà anh em mình quay lại với công việc đó. Nên chứ thật ra thì cái ngày chính xác á là bây giờ cũng cũng không ai xác định được, cũng không ai là chứng minh được cái ngày nào là ngày chính xác, và ông tổ của ngày tóc là ai đó. Thì thôi mấy cái đó mình cũng không nên kiểu như là mình tranh cãi với nhau hay là ai đúng ai sai, thì Liêm cảm thấy cái đó nó cũng không nên. Là bây giờ thật sự là cái thờ cúng tổ nghiệp là nó thành tâm thôi, giống như là mình có nghĩ tới thì mình có thờ, có cúng, mình có thắp nhang đó. Thì Liêm thấy như vậy là cũng được rồi, anh em mình kiểu như mình có nghĩ đến rồi mình thắp nhang cho tổ nghiệp là Liêm thấy nó đã hợp tình hợp lý rồi.
mình cũng không cần phải nên là khắt khe quá vào cái việc là phải đúng người nào là ông tổ, đúng cái ngày nào là ấy. Thì cái đó tùy vào mỗi người. Còn cái chia sẻ về cá nhân của Liêm là như vậy. Liêm làm cái ngày giỗ tổ này thì thật sự là dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người ai yêu thích và đam mê với cái nghề cắt tóc nam á đều có thể đến để tham gia được. Cho dù bạn là học viên, bạn mới học nghề hay là những chú bác lớn tuổi gì đó mà biết về cái thông tin giỗ tổ tóc nam này mà muốn đến á thì đều có thể đến được. Liêm rất là hoan nghênh đó. Còn mà năm nay thì Liêm sẽ cố gắng, tại vì mọi người cũng biết là mình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh á nên mình không có làm được, thì năm nay có thể là may mắn mình làm được nên Liêm sẽ cố gắng hết sức để mình làm cùng chung tay với những anh em mình cùng làm. Nhưng mà những năm sau này, thí dụ như anh em nào cảm thấy mình đủ sức và mình muốn làm cái ngày giỗ tổ, mình muốn cống hiến á, thì các bạn có thể nói với Liêm để mình cùng nhau làm. Cái điều đó là Liêm muốn là anh em mình cùng nhau làm, chứ không phải là mỗi năm là đều bắt buộc là Liêm phải làm đó. Kiểu như là anh em mình ai muốn làm cũng được. Làm giỗ tổ lần này á thì thật sự Liêm cũng không có dám mời ai hết, tại vì anh em ba bờ biết nhau rất là nhiều. Bây giờ mình mời người này mình quên, mình không mời người kia thì rất là kỳ, rất là khó coi. Nên Liêm chia sẻ cái này với các bạn để dù như anh em nào mình biết á, mình quý trọng thì mình sẽ tham gia, mình đến mình tham gia, chứ Liêm thật sự là cũng không dám mời, vì có những anh em là ở xa, dù anh em ở tỉnh, nhiều lúc cái ngày đó anh em bận rồi mình mời á thì anh em lại không đi được, thì đâm ra mọi người cũng ngại đó, kiểu vậy. Nói chung nó có nhiều lý do. Thì khi mà Liêm chia sẻ thì Liêm mong là ví dụ mọi người biết được cái thông tin này á, mọi người đến đó, chứ mời thì thật lòng là không dám mời ai hết. Cái vé tham gia thì mình sẽ mở bán từ ngày 12 cho tới ngày 22, tại vì Liêm cũng phải cần chốt lại cái số lượng các bạn đi để mình còn báo lấy bên nhà hàng để mình chốt cái danh sách để cho nhà hàng họ sắp xếp cái tiệc của mình cho nó đúng cái số lượng mình ấy. Nên là mình sẽ để khoảng 10 ngày để cho anh em có thể đăng ký để tham gia. Thì trước mắt thì Liêm sẽ để những cái vé ở tất cả các quận. Thì ví dụ như anh em nào mình gần á thì mình có thể chạy qua mình lấy vé đó. Còn thí dụ anh em nào ở xa, ở tỉnh á thì các bạn có thể nhắn tin để mà Liêm có thể ship cái vé trực tiếp đến cho các bạn. Liêm muốn khẳng định với các bạn một điều như vậy là ở đây không có cái gì để kinh doanh hết. Liêm thật sự không có kinh doanh bất cứ cái gì trong cái ngày giỗ tổ này hết. Tại vì ngày giỗ tổ là một cái ngày đối với Liêm là nó rất là linh thiêng. Nên mình chỉ là đứng ra để mà kêu gọi anh em lại cùng nhau làm thôi. Chứ không có bất cứ cái gì, ý định gì để kinh doanh hay để marketing hay để làm cái gì cho riêng bản thân mình hết. Thì cái chi phí để mà làm á, thì nó rất là lớn. Nên Liêm muốn là anh em mình, mỗi người mình chung tay với nhau để mình cùng nhau làm. Thì Liêm mới thật ra Liêm suy nghĩ rất là nhiều, thì Liêm mới quyết định là mình làm một cái vé tham gia. Một vé tham gia như vậy thì nó khoảng là 500.000 đó. Thì Liêm cũng muốn là chia sẻ rõ cho các bạn thấy được là 500.000 đó thì Liêm dùng để làm cái gì để các bạn không phải
nghĩ là anh Liêm ảnh dùng cái tiền đó vào cái việc gì khác. Thật ra 500 ngàn đó là đầu tiên cái tiền mà nhiều nhất, đó là cái tiền mà mình đặt tiệc ở trên nhà hàng. Thì cái tiệc ở nhà hàng là gần giống như là các bạn, giống như là tiệc cưới vậy các bạn. Là các bạn đi tiệc cưới nó như thế nào thì cái tiệc giỗ tổ của mình nó cũng giống vậy luôn. Nó có đầy đủ, có món khai vị, có món chính, món phụ, món tráng miệng, hay là tất cả mọi thứ. Là nó có nước uống, nó có bia, nước ngọt, nước suối gì đó, nó có đầy đủ hết. Và mình đặt một cái tiệc tươm tất luôn. Đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai đó là cái chi phí mình dùng cho cái việc hậu cần. Chi phí hậu cần như là chi phí mình in ấn, thiết kế, rồi làm backdrop, làm banner, làm rất là nhiều thứ, làm vé, làm rất là nhiều thứ các bạn. Đó. Rồi chi phí nữa. Chi phí thứ ba là chi phí về cho MC của chương trình. Đó, rồi đạo diễn sân khấu, rồi ca sĩ này kia, rồi những cái tiết mục văn nghệ. Tại vì Liêm cũng muốn là ngoài cái việc mà mình thắp nhang cho tổ nghiệp thì mình cũng có những cái khoảng khoảng thời gian mình có những cái tiết mục văn nghệ để cho giúp vui, để cho mọi người có kiểu như mình vui vậy. Đó thì đó là những cái chi phí chính thôi, nhưng mà thật sự rất là nhiều các bạn. Nên Liêm muốn khẳng định với bạn một điều là ở đây Liêm không có kinh doanh gì về cái ngày giỗ tổ hết. Liêm chỉ muốn là mọi người mình chung tay với nhau làm thôi. Còn cái thật sự á, nếu mà cái số tiền mà từ cái việc mà cái bán cái vé tham gia đó nó không đủ các bạn, nó không đủ để mà xây dựng cái ngày giỗ tổ á, thì Liêm sẽ đứng sau để mà mình bỏ cái tiền đó ra, để mình miễn sao là cho cái buổi đó nó thật tươm tất, thật chỉnh chu rồi đó. Thì Liêm chia sẻ điều đó rất là thật lòng các bạn. Liêm cũng mong là mọi người hiểu được cái điều đó. Đó, còn mà thí dụ như anh em nào cảm thấy mà mình không vui, không hài lòng với cái việc đó thì thật sự Liêm cũng không biết giải thích với các bạn như thế nào. Tại vì Liêm làm cái video clip này là Liêm đã chia sẻ hết những cái gì Liêm băn khoăn bữa giờ. Liêm đã suy nghĩ rất là kỹ nên Liêm mới chia sẻ cho các bạn. Thật sự rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự của Liêm, những cái chia sẻ của Liêm trong cái video clip này. Thì Liêm cũng rất là mong là mình sẽ làm được một cái ngày giỗ tổ thật là chỉnh chu, để cho anh em barber mình biết nhau, để mình cùng giúp cho cái ngành cắt tóc nam của mình nó phát triển hơn. Là ví dụ như 5 năm, 10 năm sau thì cái văn hóa barber tại Việt Nam nó lại đi lên thêm một tầm cao mới nữa. Nó có thể là một cái nghề mà rất là nhiều bạn trẻ muốn tìm tòi và muốn học hỏi. Thì đó là cái mà Liêm thật sự là cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn barber đã giúp cho cái ngành cắt tóc nam của mình nó thay đổi, nó phát triển hơn. Cảm ơn các bạn.